Nhã Phương thừa nhận có bầu trước khi cưới Trường Giang, từng áp lực đến mức trầm cảm. Xuất hiện trong chương trình She Level do Lưu Hà Trinh làm MC, Nhã Phương có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân với Trường Giang. Theo đó, khi được MC Lưu Hà Trinh hỏi về việc sinh con, Nhã Phương bày tỏ mình có hai bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, nói thật luôn, chắc mọi người cũng biết rồi, lúc đó Phương và ông xã chưa kết hôn, vậy nên mình có những áp lực do chính mình tạo ra, rồi mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao, chứ riêng Phương là hay mắng chồng. Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng nặng lời với chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác, kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình, từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình đã không năn tăn gì cả. Cũng trong chương trình, Nhã Phương nói những va vấp trong cuộc đời đã dạy cô lớn lên. Cuộc đời Phương tính tới bây giờ thì va vấp đã dạy Phương lớn lên, từ đó mình sẽ chiêm nghiệm và hiểu mình cần làm gì. Phương nghĩ không nên sợ hãi quá, cứ đi tới đi. Phương tin chắc là sẽ có con đường mở cho mình, không bao giờ là đường cụt cả đâu. Vậy nên Phương muốn nói là các bạn ơi, hãy cứ va vấp đi để còn biết yêu gì, thích gì và ghét điều gì, Nhã Phương nói. Đối với việc cãi nhau với Trường Giang, Nhã Phương cho biết cô lựa chọn cách hèn. Khi được MC Liêu Hà Trinh hỏi rằng mỗi lần anh ấy căng thì có phải nữ diễn viên sẽ nói lại hay không, Nhã Phương bày tỏ. À không, Phương im luôn, hèn lắm, cúp lại. Thường những cái khúc mà anh buồn và căng thì Phương có phương pháp là im thin thít. Thường thì Phương sẽ xem trước là hôm đó anh quay hay không được vui lắm thì cũng núp đi, hèn hèn chút xíu đi mọi người ơi. Nhã Phương cũng chia sẻ về tác động tích cực từ Trường Giang đối với cô. Môi trường sống, giáo dục rất quan trọng. Tôi không nhìn thấy được sự yêu thương, quan tâm của ba mẹ qua hành động, thành ra tôi không hình thành suy nghĩ ấy trong đầu. Đến lúc quen anh Giang và nhìn thấy anh chăm sóc người xung quanh thì tôi mới học được điều này từ anh. Tôi yêu anh Giang cũng vì một phần đó. Càng ngày tôi càng chăm sóc ba mẹ, chị em theo cách giống như anh Giang làm, từ những điều nhỏ nhất. Cô đưa ra lời khuyên cho các chị em phụ nữ. Muốn làm điều gì hãy làm trước khi lấy chồng, sinh con. Phụ nữ thường có suy nghĩ hy sinh không xấu nhưng đừng quên bản thân mình. Nhã Phương từng cho biết, hồi đó anh Giang cũng thương dữ lắm. Có lần tôi đang đi quay phim thì anh Giang hỏi, em đang ở đâu? Tôi không nói gì, chỉ chụp đúng một tấm ảnh, một quả đồi rất giống Đà Lạt nhưng anh Giang lại tìm ra được tôi đang ở đâu. Nửa ngày sau, anh Giang xuất hiện ở phim trường. Thời điểm Trường Giang vướng phải ồn ào tình cảm với nam em, Nhã Phương cũng rất đau lòng, nhưng cô vẫn quyết định ở bên và gắn bó với Trường Giang đến hiện tại. Nữ diễn viên tâm sự, tôi tin vào duyên nợ, tôi cũng từng dứt khoát, nhưng anh ấy đã làm cú chấn động là cầu hôn tôi trên sóng truyền hình. Chuyện tôi với anh ấy cứ dùng rằng như vậy và tôi thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thành nên quyết định cho anh ấy cơ hội. Nữ diễn viên bày tỏ, có thể anh ấy thấy tôi an toàn, thuộc kiểu người phụ nữ làm vợ. Nếu anh ấy thích đẹp thì không phải tôi, những người xung quanh anh ấy cao ráo và rất đẹp. Tôi nghĩ trời đã xe duyên cho hai đứa nên chạy trời không khỏi nắng. Được biết, Nhã Phương, Trường Giang được coi là cặp đôi đẹp của làng giải trí, từng cùng nhau trải qua sóng gió. Cặp đôi Nhã Phương, Trường Giang có mái ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 5 năm về chung một nhà, vợ chồng họ vẫn mặn nồng, ngọt ngào như lúc mới yêu. Tháng 9 năm 2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới rình rang bậc nhất showbiz Việt. Thời gian hẹn hò của cặp đôi từng nhiều lần bị đồn đoán chia tay cho tới những scandal với nghệ sĩ nữ của Trường Giang. Tuy nhiên, kể từ sau đám cưới, hai người đã bước sang trang mới, con đường hôn nhân đầy hạnh phúc và bình yên khi đón hai đứa con đủ nếp, đủ tè. Nếu như Trường Giang được nhắc đến là một người đàn ông chiều chuộng vợ, tháo vác việc gia đình, thì Nhã Phương lại khiến không ít chị em ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn, đủ đầy từ vật chất đến tình cảm. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí, đều là những ngôi sao hạng A, cộng thêm việc kinh doanh thuận lợi, nên vợ chồng Nhã Phương sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Hiện tại, cặp đôi đang sống tại một ngôi biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh, có không gian rộng rãi, ngoài ra còn có biệt thự ven biển ở Phú Quốc. Đặc biệt, nam danh hài còn xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô Đồng Nai để gia đình có nơi nghỉ dưỡng. Đồng thời, Trường Giang cũng tự tay trồng rau củ, hoa màu sạch để phục vụ riêng cho Nhã Phương.
Biệt thự nhà vườn được Trường Giang đặt tên là nhà trọ Destiny, được vợ chồng nam nghệ sĩ xây lên nhân dịp con gái đầu lòng chào đời. Nhà trọ Destiny có diện tích rộng 1000m² như biệt phủ, bên trong xây dựng và chia theo nhiều khu bao gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại. Biệt thự được vợ chồng Trường Giang phủ xanh không gian sống, mọi ngóc ngách đều rất gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, không khác gì khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Thời gian qua, biệt thự nhà vườn được Trường Giang sử dụng để làm địa điểm quay hình cho chương trình Nhà trọ Destiny. Nhiều nghệ sĩ được mời đến tham dự và ai nấy đều choáng ngợp khi đặt chân đến cơ ngơi của Trường Giang. Đơn cử như Ngô Kiến Huy khi đến biệt thự đã không khỏi trầm trồ trước không gian sống rộng lớn ở đây. Nam ca sĩ nhanh chóng định giá khu biệt thự vườn mà đàn anh xây cho con gái là khoảng 70 tỷ đồng. Nói Trường Giang giàu nhất Việt Nam không ai tin hết, chỉ tính giá đất hiện tại thôi. Tôi nghĩ khu này hiện tại 60 đến 70 tỷ đồng, nam ca sĩ chia sẻ. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình. Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, anh biết vợ là người rất thích đứng tên. Nhiều khi em không biết, anh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ, giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn. Người hâm mộ cặp đôi Nhã Phương, Trường Giang đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh sinh hài chăm chút cho vợ từng chút trên phim trường hay tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Ở bên Trường Giang, Nhã Phương chẳng khác gì em bé vì được chồng lo cho từng miếng ăn, giải thích tất thảy những thứ cô thắc mắc, mặc váy dài cũng không lo vấp vì có chồng cuối người sửa giúp, thậm chí bế bổng để cô không phải đi. Trường Giang có niềm đam mê với nấu ăn nên sẽ phụ trách nấu nướng để chăm sóc vợ con. Nhã Phương thường xuyên khoe Trường Giang vào bếp nấu từ món ta đến món tây bồi bổ cho vợ, kể cả đêm hôm cũng không nề hà. Khi vợ vào chế độ giảm cân, Trường Giang đích thân lên thực đơn, làm cơm hộp để cô đưa đi làm. Nhờ Trường Giang mà thời gian nuôi con nhỏ của Nhã Phương cũng bớt vất vả. Nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ sự yên tâm khi đi công tác xa vì đã có chồng ở nhà với con gái. Từ việc ăn uống của con đến chơi với con đều là sở trường của ông xã cô. Thậm chí có khi Nhã Phương còn than khổ vì con gái với bà thân nhau quá để mẹ ra rìa.